bánh trung thu nhật bản ở việt nam thỏ ngọc chỉ có trong truyền thuyết nhưng người nhật lại tin rằng có thỏ ngọc sống trên mặt trăng vì thế khi ngắm trăng họ thường tưởng tượng như đang thấy hình chú thỏ đang ăn bánh bao hoặc đang giã bánh sukimi dango bánh trung thu nhật dango là món bánh truyền thống và quen thuộc của người nhật bánh này có hình dạng giống bánh mochi nhưng lại là tên gọi chung của những loại bánh bao của nhật bản dango thường được biến tấu thành nhiều loại khác nhau về hương vị và ngoại hình vào ngày rằm tháng 8, người Nhật Bản thường thưởng thức bánh thỏ Sukimi Dango, Sukimi Dango là món bánh trung thu Nhật Bản. Người ta tổ chức trung thu bằng cách sắp xếp các bánh này thành hình kim tự tháp đặt trên một chiếc dĩa. Bởi lẽ người ta cho rằng khi trăng tròn nhìn lên ánh trăng như có một chú thỏ đang gặm bánh bao. Vì thế, bên cạnh hình tròn truyền thống người Nhật còn sáng chế ra nhiều kiểu bánh với hình dáng mới lạ, một ý nghĩa món bánh Sukimi Dango tương tự như Trung Quốc hay Việt Nam. Nhật Bản mang âm hưởng văn hóa Á Đông, vì thế họ sở hữu phong tục tập quán cúng trăng vào rằm tháng 8 âm lịch hàng năm. Và việc chọn sukimi dango như món bánh truyền thống vào dịp Tết Trung thu Nhật Bản. Món ăn giống như lời tạ ơn các vị thần về vụ mùa đã qua, đồng thời cũng là lời cầu mong những điều tốt lành trong vụ mùa tiếp theo, hai cách làm bánh sukimi dango, món bánh dango thơm ngon vào mỗi dịp lễ hội mùa thu Nhật Bản là điểm đặc sắc tạo nên nền văn hóa đậm đà bản sắc. Với cách làm đơn giản, bạn có thể tự mình chế biến và thưởng thức sukimi dango tại nhà. Nguyên liệu cần chuẩn bị: bột bánh dango 300g, đường cắt, bột đậu đỏ, bột matcha hoặc bột ca cao tùy thích, nước, dụng cụ làm bánh, mâm bánh vào ngày lễ hội mùa thu Nhật Bản, mâm bánh vào ngày lễ hội mùa thu Nhật Bản, nguồn internet, cách làm: bước 1: cho lượng bột bánh dango cùng đường cắt và bột mà bạn chọn vào tô thủy tinh sau đó trộn đều. Bước 2: cho nước vào hỗn hợp bột phía trên và trộn đều. Tuy nhiên bạn cần lưu ý không nên để nước quá nhiều, điều này có thể làm loãng bột gây khó khăn trong việc nặn bánh. Bước 3, bột sau khi đã trộn đều tay, đem phần bột đó nặn thành những viên bánh tròn vừa vặn. Lưu ý bạn nên nặn những viên bánh đều nhau để khi nấu chúng được chín đều. Bước 4, cho các viên bánh vào nồi nước sôi, vặn lửa lưu diêu. Khi bánh chín thì vớt ra để nguội. Bạn có thể sắp xếp và trang trí bánh trung thu Nhật Bản theo kiểu tùy thích. Trong văn hóa Nhật Bản, dango là tên gọi chung của loại bánh bao được làm từ bột gạo, mochiko, loại bánh này khá giống mochi, là một loại bánh gạo của Nhật thường được dùng chung với trà. Dango là món ăn được dùng quanh năm, nhưng có nhiều loại dango khác nhau và được dùng theo từng mùa. Vào ngày rằm trung thu, người Nhật thường ăn bánh Tsukimi Zango, bánh trung thu Nhật Bản được bày theo hình tam giác trên một chiếc kệ gỗ vào ngày rằm trung thu Osukimi, bên cạnh là chiếc bình trang trí bằng cỏ Suzuki và cũng có thể có thêm một số loại hoa quả nữa. Sau đó họ đặt kế lên hiên nhà, hoặc gần bên cửa sổ, bất cứ chỗ nào có thể nhìn thấy trăng rõ nhất, để vừa ăn, vừa ngắm trăng. Ở một số nơi người ta cho rằng bánh đang gô sau khi cúng xong để bên ngoài hiên nếu trẻ con tự ý đến lấy thì là một điều may mắn. Chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu mua hộ hàng Nhật về Việt Nam 24 phần 7 giúp các bạn tìm được sản phẩm ưng ý, gửi yêu cầu shop Nhật Việt theo 4 cách để shop báo giá và order. Gửi link vào mail sopnsatviet.com a gmail.com, chat facebook với shop theo link sau, fb.com gạch chéo oadiansatban, đặt hàng online tại sopnsatviet.com gạch chéo datsang gọi điện cho shop qua hotline 0983131528 hoặc chat Viber, Zalo. Kể từ năm 2010 đến nay shop Nhật Việt chuyên nhận order vận chuyển hàng sách tay từ Nhật về Việt Nam và ngược lại. Nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ 0983131528 để được tư vấn trực tiếp. Mua hàng nhật sách tay, hàng nhật nội địa giá rẻ giao hàng miễn phí.